San tiết cổ thụ ở trên vùng cao này cô bác này. Đấy, mọi cái mặt hàng chúng được gửi cho cô bác thì đều có cái logo của bản em cô bác nhá. Đấy, chè này thì mẹ cháu được tự đi lên trên đồi chè và đi đi hái về xong là tự sao đó cô bác. Đấy, cháu được cũng rất là mong các bà cô chú anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng thương hiệu nho nhỏ của mình nhé cô bác. Ở đây thì cháu được sẽ gồm có là mật ong rừng này và mật ong khoái và có thêm là mật ong bạc hà cô bác nhé. Cái gì đấy? Con cua. Cua? Được ạ. Ê, đây. À, kê bà. Đi cẩn thận nhé. Có vẻ như là đá này là rất là trơn đúng không? Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi vào nhà của em Quân và đi vào thăm em Quân với lại ông bà một chút cô bác. Vừa rồi thì cháu Lực vừa mới di chuyển từ trên nhà của ba ông cháu xuống thì tiện thể là vào thăm em Quân và sẽ ghi hình lại luôn cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng theo dõi về những cái cuộc sống hàng ngày của em Quân. Thì liệu trong cái quá trình thời gian được tất cả các ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân giúp cho em ấy giả cái phần khoản ngân hàng thì cái tinh thần của em có thay đổi nhiều không cô bác? Xe máy thì vẫn lấy lên đường này cô bác này. Ở trên kia thì có một đoạn đường rất là trơn cho nên là cháu Lực sẽ không có lấy xe máy để đi vào nữa. Ừ. Nhà em Quân thì đi đằng sau cái phần đồi kia của cô bác. Quân là làm gì ở đấy? Em ra đây bắt cá. Ra đây bắt cá? Đi đường nào xuống ở đấy? Đây, đi đường kia à? À. Đang đi vào thăm em Quân thì nhìn thấy em mới đang đi xuống ấy. Em mới vừa bảo cháu Lực rằng là đang bắt cá ở dưới đấy cô biết. Cô bác không biết là em hay Quân bắt cá để ăn hay là em mới bắt cá để mang đi bán nữa. Trời thì bây giờ cũng khá là tối muộn rồi cô bác. Bây giờ thì rơi vào tầm 4 giờ chiều thôi. Bây giờ thì trời chuẩn bị vào mùa thu ấy. Cho nên là tối rất là nhanh. Hôm nay thì kèm theo cả mưa phùn nữa rồi cô bác. Vừa rồi thì em Quân có chỉ cho Lực là đi xuống đường này. Thì bây giờ cho Lực sẽ di chuyển đi xuống nữa xem em Quân và em ấy bắt cá xem là bắt được nhiều chưa. Đường này có vẻ đi rất là khó. Hầu như là những cái con đường này thì chắc là người ta đi lấy củi với lại lấy cỏ thì là mới đi qua thôi. Bắt ở tận đâu ấy? Ra tận đây bắt con gì ấy? Bắt con cua ạ. Bắt con cua á? Ở đây có cua à? Thế nãy giờ có được không? Được một con thôi ạ. Được một con á? Ừ. Cua này thì bắt về để ăn à? Em lấy đi bán thôi ạ. Lấy đi bán á? Ừ. Cua cầm theo một cái giỏ
nhỏ nên bảo đi bắt cua này. Thế cứ đi men theo cái dòng suối này để đi bắt à? Ở đây thì cháu Đức cũng nhìn thấy là người ta lên đây ống lấy ống nước rất là nhiều. Thế Quân thì ra đây từ mấy giờ rồi? Em vừa mới về thôi ạ. Vừa mới về à? Vâng ạ. À là vừa mới về từ trên này xuống này à? Vâng ạ. Con chào tất cả quý ông bà và chú anh chị ạ. Thế ở nhà không có việc gì để làm nữa à mà ra đây bắt cua? Vâng ạ. Mưa thì còn đang mưa phùn phùn một chút này cô bác này. Ở trên đầu thì không có đội thêm cái nón nào luôn. Thời tiết thì rơi vào se lạnh một chút rồi. Em ấy đi ra ngoài này để bắt những con cua, những con cá. Ui. Chỗ này là thường em ra đây bắt à? Vâng ạ. Nay ở đây thì chuyên nguyên bắt cua à? Vâng ạ. Cái gì đấy? Con cua. Cua? Vâng ạ. Ê, đây. Kê bà. Cái này mang đi bán thì thường mang đi đâu bán? Em mang ra chợ. Mang ra chợ bán à? Vâng ạ. Thế cứ đi theo men cái đường này thì có con gì thì bắt con đấy à? Vâng ạ. Thì đi vào thăm em Quân đấy cô bác. Vô tình gặp em Quân là đang đi bắt cua để em ấy mang đi ra chợ bán để đổi được những cái đồng tiền. Phải nói là bây giờ xung quanh nhà của em Quân thì hầu như là hết những cái công việc mà người ta thuê rồi. Cho nên là em ấy sẽ ra bên này để em ấy xem là có bắt được con cua hay là con ếch nào không, về để mang đi ra chợ, mang đi bán. Thế mang đi bán như này thì lấy tiền để làm gì? Em lấy để dành thôi ạ. Lấy để dành thôi à? Vâng ạ. Cua này thì buổi tối thì nó mới có nhiều hơn chứ? Vâng ạ. Cái thẻ mi thì tinh nhìn đúng không ạ? Nhìn lên một miếng. Ui. Khi nhìn lắm. Cái quả mới lại nó cơ nè. Đi ra đây bắt cua thì ông bà có biết không? Có ạ. Ông bà cũng biết à? Vâng. Nếu mà một lần em đi bắt thì được tầm bao nhiêu cân? Chắc là cũng được 2-3 cân rồi. Có những lúc thì được 2-3 cân à? Vâng ạ. Thế mình đi thì cứ men theo cái khe suối đến tận trên nhà của em à? Vâng ạ. Cái suối này em ra bắt nhiều lần chưa? Rồi ạ. Rồi à? Vâng ạ. Là thường xuyên là ra cái suối này để bắt à? Vâng ạ.
Ở đây nếu mà một cân cua mà em đi bán thì được bao nhiêu tiền? Em bán cũng được. Được 50.000 không? Có. Có à? Vâng ạ. Một cân cua là đi bán là được 50.000 à? Vâng ạ. Có những lần đi bắt cua này đã gặp rắn hết rồi chưa? Rồi ạ. Rồi á? Vâng ạ. Đi bắt cua này thì cũng phải là rất là cẩn thận đấy, sợ là có rắn có rết nhiều lắm. Vâng ạ. Nay thì nếu mà bắt được thì mai mới mang đi bán hay là tối nay mang đi bán luôn? Mai mới mang đi thôi ạ. Mai mang đi bán à? Vâng ạ. Con bé không lấy à? Vâng ạ. Con bé như này lấy thì làm sao mà nó nặng cân được? Kiếm con to lấy chứ. Nếu mà được nhiều vẫn nặng ạ. Được nhiều thì vẫn nặng à? Vâng ạ. Ở đây là người ta tính theo một cân cho mình thôi đúng không? Vâng ạ. Thế ở nhà thì thức ăn này kia thì đã hết chưa? Còn ạ. Mắm muối mì chính với lại cá hôm nọ anh mua cho thì đã hết chưa? Chưa. Chưa à? Vâng ạ. Phải nói là trong thời gian qua thì rất là cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị đã cùng nhau chia sẻ những cái tấm lòng vàng tới cho em Quân với lại gia đình của em Quân, vì cái khoản nợ mà 50 triệu thì bây giờ cũng đã gỡ đi trên đôi vai của em rồi. Hôm nọ thì em cũng có ý định rằng là muốn đi làm với các bác, nhưng mà em cũng có suy nghĩ lại rồi là nếu mà bây giờ đi làm thì ông với bà ở nhà không có ai để mà lo được nữa. Có thể là những lúc ông bà còn khỏe thì có thể là ông bà làm được, nhưng mà đến lúc ông bà ốm ấy thì không có ai để làm, cả bé Hiếu nữa. Nếu mà bà bị ốm không đưa được bé Hiếu đi học thì bé Hiếu lại phải ở nhà, để lại phải ở nhà rồi không có được đến trường nữa. Em Quân đi kiếm được những cái đồng tiền như này các bác, phải nói là thật sự là rất là vất vả và rất là tội cho em ấy. Cả ngày đi mò cua thì có khi chỉ được có tầm là 1-2 cân thôi, mà nếu mà mình đi mò cua suốt thì nó sẽ không còn nữa rồi. Ban đêm thì có đi ra đây lấy không? Ra đây mò không một đêm á? Lâu lâu về một lần thôi. Lâu lâu về một lần thôi à? Vâng ạ. Thế ban ngày là mình ra nhiều hơn à? Vâng ạ. Ban ngày là ra là mỗi lúc mình lấy một ít xong là đến tầm cuối tuần thì mình mang đi bán à? Vâng ạ. Hay là được nhiều thì mình mang đi bán? Lấy thì dành lúc nào được nhiều thì đi ạ. Nếu mà được ít thì không đi đâu. Từ nãy đến giờ thì được bao nhiêu con rồi? Em cũng không biết ạ. Được 4 con bé thôi ạ. Được 4 con à? Một cái cậu bé mà năm nay mới có 14 tuổi thôi các bác, nhưng mà đã phải là lo lắng rất là nhiều rồi. Đấy, cháu Lực không nói thì cô bác cũng đã biết là trong thời gian qua em Quân và gia đình đã trải qua những cái gì. Từ lúc cháu Lực chia sẻ cái hoàn cảnh của em Quân lên thì cũng rất là may mắn khi mà em Quân có duyên gặp tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và mạnh thường quân đã quan tâm và cùng nhau giúp đỡ cho em Quân.
Thế mọi lần thì em đi từ dưới kia bắt lên thì đến cái chỗ gần nhà em cái thì được được bao nhiêu? Tùy chứ ạ. Tùy ạ. Hôm nào đi thì nếu mà đi sớm thì được nhiều. Hôm nào đi sớm thì được nhiều hơn à? Vâng. Đấy là được thêm một con à? Vâng ạ. Thế nhưng mà mang cái pep nhỏ này đi thì nếu mà tí được nhiều thì sao? Đấy thì em về thì tối thì em cũng lấy pep bé thôi. Là lấy một pep như này thôi đúng không? Vâng. Nếu mà lúc nào được về sớm thì lấy pep to hơn ạ. Nhưng mà ở đây có cá không? Có lâu lâu có chứ. Chạch á. Lâu lâu mới có chứ. Lâu lâu mới có á. Vâng. Như tầm chỗ này thì có không? Cái chỗ này thì người ta ngăn để làm gì? Đây em không biết ạ. Chắc mấy em nhỏ lấy về đây tắm hay sao ấy. Các bạn nhỏ vào đây tắm á? Vâng ạ. Các bạn nhỏ của bác ở trên vùng cao thì hay thường ra những khe suối đây này, ngăn những dòng suối nhỏ một chút này để tắm ở đây sao ấy. Hôm nay thì cháu được xé đi theo em Quân một chút nữa để xem thành cái thành quả hôm nay em ấy đi thu hoạch cua xem là đạt được là như thế nào. Thế ở đây thì cháu Lực cũng chưa có bao giờ mà bắt gặp em Quân đi mò cua như này cả. Có những lần em mới kể với cháu Lực rằng là em ấy hay đi ra mò cua nếu mà ở nhà không có việc gì làm ấy. Đến thời điểm hiện tại thì xung quanh nhà của em Quân thì cũng chẳng còn là việc gì để mà làm nữa. Cái giỏ đấy là dùng để vét cá à? Vâng ạ. Chỗ này thì có vẻ như là nó âm u hơn rồi ấy. Vâng ạ. Như chỗ này thì nó có nhiều hơn à? Cũng không được ạ. Không à? Vâng ạ. Nhặt quả gì đấy? Hạt trầu ạ. Hạt trầu à? Vâng ạ. Ở nhà vẫn còn một ít. Nhà vẫn còn à? Vâng. À, thế là mình đi như này thì mình gặp hạt trầu thì mình lấy luôn à? Vâng ạ. Ồ, dép này thì ông nọ tìm thấy rồi à? Vâng ạ. À. Đây này, anh thấy ở kia có một quả này. Đây đấy. Vâng ạ. Chị... Đi cẩn thận nhé. Đây có vẻ như là đá này là rất là trơn đấy các bác. Chéo lên đi. Về nhá. Anh đâu rồi? Đấy, vừa đi bắt cá này, xong là đi ra suối gặp hà nhúng. Cái quả hạt trầu này thì cũng nhặt theo để mang đi về nhà luôn các bác. Thank you.
Nếu mà như các bạn ở dưới xuôi thì năm nay người ta còn đang lo là đi học, đi hành. Còn bây giờ cái hoàn cảnh của em Quân thì phải gác lại từ việc học thì rất là lâu rồi các bác. Đấy, nhưng cũng rất là may mắn khi em Quân đi học thì vẫn biết là chữ này, biết số này. Hay tính nết thì rất là hiền các bác. Có không? Không ạ. Ở đây thì anh thấy có quả chuối rừng này. Vâng ạ. Ở đây thì đi vào trong sau sau trong rừng một chút nữa các bác. Cháu được nhìn thấy là có những cây chuối rừng này này. Đây bên kia thì cháu được thấy cả quả luôn này. Áp phải dỡ một lần. Cá? Vâng ạ. Cái này là có cá à? Vâng ạ. Ui, cua. Cua à? Vâng ạ. Đâu, con to không? Có. Ui, con này có vẻ con to hơn đấy nhỉ? Vâng ạ. Đây, ở đây thì là cua, đây thì thuộc dạng là cua đá ấy cô bác. Trong sâu cái khe này có, cũng cẩn thận là cái tay nhá. Vâng ạ. Đi lấy cua này đã bị bao giờ mà nó kẹp tay mà chảy cả máu chưa? Rồi ạ. Rồi ạ. Vâng ạ. Nếu mà ra khe suối này thì thường có cá gì? Cá trạch lươn nha. Có cá trạch, cá lươn à? Ừ. Vâng ạ. Nhưng mà trạch như này, lươn như này thì mình đi bán thì nó là giá khác nhau chứ? Vâng. Mình đi bán thì nếu mà mình đi bắt một tép thì được nhiều hơn ạ. Một tép thì được nhiều hơn à? Vâng ạ. Thế ở đây là mỗi lần em đi bán là bán một tép à? Vâng ạ. Đây này anh thấy đây có, ui đây này, đây 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 có nhiều rồi. Vâng ạ. Đấy, nó trôi đi rồi. Ừ. Như cái khe này thì liệu có cá, không, khe như này ấy. Khe sâu sâu rồi này. Em không biết ạ, trong đấy không có cỏ thì chắc không có đâu. Có phải có cỏ ở thì cá nó mới ở theo đúng không? Vâng ạ. Quân thì cũng một cái dáng người mà phải nói là rất là nhỏ cô bác ạ. Quân thì được tầm bao nhiêu cân? Em được 30 ạ. Tầm 30 cân à? Vâng ạ. Chỗ này là có đá nhiều chắc là có đấy nhờ. Vâng ạ. Ở đây thì Quân đi mò cua các bác, đi ra những khe suối như này để mà bắt được những cái cân cua, những cái cân trạch về để mang đi bán. Đi ra bắt cua như này thì bé Hiếu có đòi đi theo không? Có thì không cho đi đâu. Không cho đi đâu đúng không? Vâng ạ. Nếu mà em đi theo thì sợ là em sẽ bị ngá đúng không? Vâng ạ. Nếu mà không may mà bé Hiếu mà đi theo ấy bị ngá hay là bị tai nạn gì ấy cô bác thì đấy lại rất là khổ cho em Quân nữa.
Bây giờ đến đây thì đi đường nào? Đi đường này thôi ạ. Đi đường kia à? Vâng ạ. Ở đây thì các bạn nhìn thấy là cũng có một cái thác rất là lớn đấy các bác này. Thêm một tí nữa mà về thì cứ đi theo khe suối để về đến nhà hay là có về đường nào nữa không? Đi theo khe suối ạ. Đi theo khe suối là về đến nhà. Vâng ạ. Cái cua này thì cháu Lực biết rằng là đêm, cháu Lực biết là đêm nó sẽ ra nhiều hơn đúng không? Vâng ạ. Ban ngày thì nó sẽ chui đi vào hang, nhưng mà nếu mà đêm để mà đi lấy thì cũng rất là sợ các bác, đi mò cua đấy. Thầy đi bắt cua thì vừa thu hoạch luôn cả hạt trẩu này. Đây đây có một quả này. Vâng ạ. Đi vào đường này lên à? Vâng ạ. Từ đây bố. Hả? Từ đây bố. Đây đây, lên đường mà. Anh lên đường. Vâng. Những cái công đường mà em Quân đi đi để đi bắt những con cua được về các bác. Đi rất là khó. Bây giờ thì mưa cũng khá là nhiều rồi đấy. Vâng ạ. Thế vừa nãy thì anh em mình đi theo khe suối thì còn không có mưa mấy. Vâng ạ. Ông ấy bà thì có ai bị ốm đau gì không? Không ạ. Không đâu à? Vâng ạ. Hôm qua ông đi lấy cỏ thì cây sơn, ông đi chặt trúng cây sơn hay sao ấy. Ông bị mặt sao? Ông ngứa. Ông đi chặt, ông đi lấy cỏ thì đi cắt trúng cây sơn hay sao ấy. À là bị dị ứng à? Vâng ạ. Thế đã khỏi chưa? Chưa, mặt ông ngứa. Chưa khỏi á? Vâng ạ. Bản linh rồi bị con cua kẹp à? Không, đá bế đâu? Bế vào thôi. Đây vào đây á? Ừ. Bây giờ ở phần trên này thì còn có cua không? Có ít thôi ạ. Có ít thôi à? Vâng. Bây giờ thì mình đi này à? Vâng. Bây giờ thì ở phía bên kia thì có cua đâu các bác. Bây giờ thì chắc là cháu được cùng xé cùng em Quân là di chuyển đi về nhà đâu các bác ạ. Được đấy nổ. Thế vừa rồi thì em Quân cũng có nói rằng nói với cháu Lực rằng hôm qua ông đi lấy cỏ ấy bị cái cây sơn kia dính trúng người cho nên là bị dị ứng hết cả mặt rồi quá. Con nào xem hôm nay Quân đi bắt cua được bao nhiêu con? Dạ. Được như này à? Được ít thôi. Đi tối quá. Tối nay lại đi tiếp tục đi bát tiếp à? Vâng ạ. Tối nay á? Vâng ạ. Bây giờ là về ăn cơm xong tiếp tục lại đi bát à? Vâng ạ. Bây giờ thì em Quân cũng sẽ di chuyển đi về đường này rồi cô bác. Vâng. Bây giờ thì cháu Đức cũng sẽ theo chân em Quân đi vào nhà thăm ông một chút rồi thì cháu Đức cũng sẽ di chuyển đi về nhà của mình thôi cô bác. Cái thông tin hôm nay thì chắc là cháu Đức cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và phải nói là rất là tội khi cháu Đức nhìn thấy em Quân đi
ra ruộng, ra đồng mò được những con cua như này cô bác. Cái trời thì bây giờ còn đang mưa phùn đấy cô bác này, trên đầu thì không có đội cái gì cả. Còn là cái thước phim hôm nay thì cháu Đức cũng xin được chia sẻ tới đây cho cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở trong sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Con chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.